Đường quan lộ của tướng Đinh Văn Nơi có được trải hoa hồng hay ta chưa nhìn thấy những mũi gai. Xin chào các bạn, một lần nữa xin được chúc mừng thiếu tướng Đinh Văn Nơi nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến ngày 12 tháng 8 năm 2024. Ông được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đến nhận và giữ chức vụ cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ. Đúng là nỗ lực của một người tốt vô danh tựa như mạch nước ngầm sâu dưới lòng đất, thầm lặng giúp mặt đất tươi xanh và cuối cùng những người có năng lực luôn được phát hiện. Chính câu chuyện về dấu ấn của thiếu tướng Đinh Văn Nơi làm giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh và những vụ án vụ việc được xử lý là một câu chuyện đáng tự hào như thế. Đường qua lộ của thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Ông Đinh Văn Nơi sinh năm 1976 quê quán quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Tháng 8 năm 2022, ông thôi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang để đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Từ những vụ án phức tạp đến những quyết định mang tính chiến lược, Đinh Văn nơi đã chứng minh tài năng và bản lĩnh của mình trong công tác phòng chống tội phạm. Ông nổi tiếng với sự dứt khoát và quyết đoán trong các vụ việc mà ông đảm nhiệm. Điều này đã giúp ông nhanh chóng thăng tiến và nhận được sự tin tưởng từ cấp trên. Chẳng hạn trong thời gian giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã chỉ đạo và xử lý nhiều vụ án quan trọng, đóng góp lớn cho công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Những thành tiệu này khiến nhiều người tin rằng ông đang đi trên một con đường trải đầy hoa hồng. Ngày 24 tháng 12 năm 2022, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2023 của Công an tỉnh Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi được trao tặng huân chương chiến công hạng nhì của Chủ tịch nước. Ngày 7 tháng 1 năm 2023, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước việc thăng cấp bậc hàm thiếu tướng đối với ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Ngày 12 tháng 8 năm 2024, ông được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đến nhận và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ nếu nhìn vào sự nghiệp của thiếu tướng đinh văn nơi nhiều người có thể dễ dàng nhận thấy một con đường quan lộ dường như trải đầy hoa hồng những thành tích nổi bật những quyết định mạnh mẽ những chỉ đạo đầy quyết liệt đã đưa tên tuổi của ông trở thành một trong những nhân vật đáng chú ý trong ngành công an tuy nhiên để hiểu rõ hơn về con đường này chúng ta cần nhìn sâu hơn vào những bước đi của ông những bão tố mà ông phải đối mặt và cách ông vượt qua chúng đinh văn nơi là một trong những tướng lĩnh trẻ tuổi nhất trong lực lượng công an việt nam Nổi tiếng với những chiến công trong các vụ án lớn, với những thành tích đó, có thể dễ dàng tưởng tượng rằng con đường sự nghiệp của ông chỉ toàn những thành công, sự thăng tiến nhanh chóng và sự công nhận từ đồng nghiệp. Nhìn từ bên ngoài, con đường của thiếu tướng nơi có vẻ như được trải đầy hoa hồng. Những thành tích mà ông đạt được, những vị trí quan trọng mà ông đã đảm nhiệm và những chỉ đạo quyết liệt mà ông đưa ra trong các vụ án quan trọng đều chứng tỏ ông là một người có vai trò và có tâm với ngành công an tuy nhiên đằng sau những chiến công ấy là những mũi gai mà có lẽ chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu những thành công mà thiếu tướng đinh văn nơi đạt được không phải đến từ may mắn hay sự thuận lợi mà là kết quả của những nỗ lực không ngừng những quyết định táo bạo và đôi khi là sự đối đầu với các thế lực chống đối những thành công không đến dễ dàng và con đường sự nghiệp của bất kỳ ai dù rực rỡ đến đâu cũng đều có những đoạn đường gai góc với thiếu tướng Đinh Văn Nơi, những thành công mà ông đạt được đều đòi hỏi sự quyết liệt bản lĩnh và đôi khi là sự hy sinh. Những bước đi của ông đều dựa trên sự phân tích sâu sắc và tinh thần trách nhiệm cao. Chính những quyết định đó đã giúp ông không chỉ đạt được thành công cá nhân mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của ngành công an. Nỗ lực của một người tốt vô danh tựa như mạch nước ngầm sâu dưới lòng đất, thầm lặng giúp mặt đất tươi xanh. Câu nói này dường như rất đúng với trường hợp của thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Những nỗ lực không ngừng của ông, dù thầm lặng và ít người biết đến, đã mang lại những kết quả đáng tự hào. Câu chuyện về dấu ấn của thiếu tướng Đinh Văn nơi, thời làm giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh, là một minh chứng rõ ràng cho điều này. Những vụ án vụ việc được ông xử lý không chỉ là những chiến công mà còn là sự khẳng định cho năng lực và tinh thần trách nhiệm của một người lãnh đạo có tâm, có tầm. Trong quá trình làm việc, ông phải đối mặt với nhiều thử thách, từ áp lực công việc đến những khó khăn trong việc chỉ đạo và xử lý các vụ việc phức tạp. Những mũi gai này không chỉ đến từ kẻ thù bên ngoài mà đôi khi còn từ những ý kiến trái chiều bên trong tổ chức. Chính những khó khăn này đã thử thách bản lĩnh và lòng kiên định của Thiếu tướng Nơi. Con đường quan lộ của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi dù có vẻ như trải hoa hồng nhưng thực chất là một con đường đầy thách thức và những mũi gai chưa được nhìn thấy. Sự thành công của ông không chỉ đến từ tài năng mà còn từ sự kiên trì, quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ những thành tựu mà ông đạt được chính là kết quả của một quá trình phấn đấu bền bỉ. Và đó cũng là lý do khiến ông trở thành một trong những tướng lĩnh đáng kính trong ngành công an Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi điểm lại những dấu ấn của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi khi làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Một triệt phá ổ nhóm thuê khách sạn Hoàng gia tổ chức cho người Việt đánh bạc. Trong thời gian Thiếu tướng Đinh Văn Nơi làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị này đã triệt phá nhiều vụ án Đơn cử như tháng 2 năm 2023, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá ổ nhóm tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép quy mô cả trăm tỷ đồng bằng cách thuê mặt bằng tầng 1 và 2 của khách sạn Hoàng gia Ryan Hotel thuộc Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng gia tại thành phố Hạ Long. Nhóm này đã thuê phòng tại khách sạn để thực hiện hành vi đánh bạc trái phép gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Lực lượng công an đã nhanh chóng phát hiện và bắt giữ các đối tượng liên quan, chấm dứt hoạt động phi pháp này. Trong vụ án này, công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 56 bị can trong đường dây đánh bạc trái phép kể trên, trong đó có 21 bị can bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc, 35 bị can bị khởi tố về tội đánh bạc. Hai, ông Đỗ Hữu Ca bị công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bắt tạm giam. Trong một vụ án gây chấn động dư luận, ông Đỗ Hữu Ca một cựu lãnh đạo cấp cao đã bị công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố và bắt tạm giam. Đây là một động thái mạnh mẽ cho thấy sự quyết tâm của thiếu tướng Đinh Văn Nơi trong việc bảo vệ pháp luật, không khoan nhượng trước bất kỳ hành vi sai trái nào, dù là từ những người có vị trí cao trong xã hội. Trong tháng 2 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị gan, tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Trải qua quá trình điều tra, truy tố đến tháng 4 năm 2024, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiến hành xét xử phiên sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Đỗ Hữu Ca bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự mua bán hóa đơn đưa nhận hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 6 bị cáo, trong đó có ông Đỗ Hữu Ca. Tại phiên xét xử này, hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giảm cho ông Đỗ Hữu Ca 3 năm tù. Tháng 7 năm 2023, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 14, khi trả lời chất vấn về các vấn đề giải pháp để giảm 3 tiêu chí về số vụ việc, số người chết và bị thương 6 tháng cuối năm 2023. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết sẽ làm rõ hành vi của những người đưa giao xe cho người dưới tuổi vị thanh niên tham gia giao thông đó có thể là người thân, người nhà, bạn bè của người điều khiển phương tiện giao thông nhưng không đủ điều kiện. 3. Cách chức trưởng công an phường đánh người do va chạm giao thông Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cũng không ngần ngại xử lý nghiêm các cán bộ công an có hành vi sai trái. Một ví dụ điển hình là việc ông đã cách chức một trưởng công an phường sau khi người này bị phát hiện đánh người do va chạm giao thông. Quyết định này thể hiện rõ quan điểm của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi không có chỗ cho những hành vi bạo lực trong lực lượng công an và mọi hành vi sai trái đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tháng 6 năm 2023, thiếu tướng Đinh Văn nơi, giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh, vừa ký quyết định kỷ luật cách chức điều chuyển công tác đối với trung tá Nguyễn Thành Nam, trưởng công an phường Bãi cháy thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Sau khi bị cách chức trưởng công an phường Bãi cháy và điều chuyển về công an thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, trung tá Nguyễn Thành Nam được phân công làm trực ban tại đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Trước đó, giữa tháng 5 năm 2023, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Nguyễn Thành Nam, trưởng Công an Phường Bãi Cháy, để thực hiện quy trình xem xét xử lý kỷ luật về hành vi vi phạm quy theo quy định. Trước những vi phạm nói trên, ngày 22 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long họp thống nhất thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Trung tá Nguyễn Thành Nam về mặt đảng. Trước đó trên mạng xã hội có đăng tải một clip dài 1 phút 27 giây ghi lại hình ảnh hai chiếc xe ô tô đối đầu nhau, nghi là vụ va chạm giao thông. Một người đàn ông mặc quần đen áo trắng, chân bước loạn choạng, giọng nói như say rượu và chửi bới, đe dọa đánh một người thanh niên. Đáng chú ý người đàn ông này còn tự xưng tao là trưởng công an phường bãi cháy, bắt thằng này lại. Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip đã gây xôn xao dư luận. Nhận được thông tin vụ việc, công an thành phố Hạ Long đã vào cuộc xác minh và bước đầu xác định vào khoảng 21 giờ 30 phút tối ngày 17 tháng 5, tại đường Hạ Long, phường bãi cháy xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô biển kiểm soát 14A70787 với ô tô biển kiểm soát 14A50698, khiến hai ô tô bị hư hỏng nhẹ. Kết quả xác minh cũng cho thấy người điều khiển ô tô biển kiểm soát 14A50698 cũng là người đàn ông mặc quần đen áo trắng có hành vi chửi bới đánh người trong clip là Trung tá Nguyễn Thành Nam, trưởng công an phường Bãi Cháy. Nguyên nhân việc bị cách chức và điều chuyển nói trên là do ông Nam có hành vi thiếu chuẩn mực đối với người dân sau khi va chạm giao thông. 4 tước danh hiệu công an nhân dân với hai cán bộ điều tra. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cũng đã tước danh hiệu công an nhân dân của hai cán bộ điều tra liên quan đến các hành vi vi phạm nghiêm trọng. Đây là những biện pháp cứng rắn nhằm làm trong sạch đội ngũ, nâng cao tính kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp trong lực lượng công an. Quyết định này đã nhận được sự đồng tình cao từ cộng đồng và là minh chứng cho sự nghiêm túc trong việc duy trì kỷ cương của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Ngày 22 tháng 7 năm 2023, Công an thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong quá trình giải quyết tin báo điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, Công an thành phố Hạ Long đã phát hiện hai cán bộ điều tra là Hà Huy Đạt và Nguyễn Xuân Nam đều là cán bộ điều tra thuộc cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp. Ngay sau khi phát hiện, Công an thành phố Hạ Long đã báo cáo Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị xử lý kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân đối với hai cán bộ điều tra này. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hạ Long đã phối hợp trao đổi thông tin vụ việc trên cho cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao để điều tra theo thẩm quyền. Đồng thời, công an thành phố Hạ Long tiếp tục phối hợp xác minh xử lý các trường hợp vi phạm khác nếu có. Vào cuối tháng 7 năm 2023, một lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi kiểm tra xem xét mức độ vi phạm và đề nghị của công an thành phố Hạ Long, Thiếu tướng Đinh Văn ơi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã thẳng tay ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với hai cán bộ chiến sĩ Hà Huy Đạt và Nguyễn Xuân Huy. 5. Công bố số điện thoại cá nhân nhận thông tin nóng Một hành động gây ấn tượng mạnh mẽ khác của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi là việc công bố số điện thoại cá nhân để người dân có thể trực tiếp cung cấp thông tin nóng. Điều này không chỉ thể hiện sự gần gũi, lắng nghe dân, mà còn chứng tỏ tinh thần trách nhiệm cao của ông trong việc giải quyết nhanh chóng các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Hành động này đã tạo dựng niềm tin vững chắc từ phía người dân đối với lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh. Ngày 17 tháng 4 năm 2023, số điện thoại của thiếu tướng Đinh Văn nơi được công an tỉnh Quảng Ninh thông báo trong danh sách các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin liên quan an ninh trật tự và tố giác tin báo về tội phạm trên địa bàn. Theo đó, số điện thoại 0962297777 của giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn nơi thường trực 24 trên 24 giờ tiếp nhận các tin nhắn SMS, tin nhắn Zalo phản ánh tình hình an ninh trật tự, tố giác tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh và các thông tin liên quan hoạt động của lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh. Đây cũng chính là số điện thoại cá nhân của thiếu tướng Đinh Văn Nơi, công khai rộng rãi để mọi người dễ dàng báo tin về an ninh trật tự từ đầu tháng 7 năm 2020 khi ông nơi làm giám đốc công an tỉnh An Giang. Liên quan đến sự việc này tại hội nghị thông tin báo chí thường kỳ ngày 15 tháng 8 năm 2023 ở Hạ Long, đại diện sở công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, kể từ khi công bố số điện thoại đến nay thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã nhận rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn SMS, Zalo đến số điện thoại 0962297777 của quần chúng nhân dân cung cấp các thông tin về tình hình an ninh trật tự, tố giác tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh và các thông tin liên quan đến hoạt động của lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh. Đại diện công an tỉnh Quảng Ninh cho biết tất cả các thông tin người dân gửi cho giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh đều được giám đốc trực tiếp xử lý hoặc chuyển trực tiếp cho người đứng đầu các đơn vị liên quan để xem xét giải quyết nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Nhiều thông tin tố giác tội phạm của người dân như trộm cắp tài sản, ma túy gây rối trật tự công cộng, đua xe thường được xử lý rất nhanh ngay sau khi nhận được thông tin. Cương quyết điều tra, xử lý các vụ án không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù bất kể người đó là ai cũng sẽ xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Cán bộ đảng viên có liên quan sẽ bị xử lý theo quy định. Đó là những hành động cứng rắn và mạnh mẽ của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Những dấu ấn mà Thiếu tướng Đinh Văn Nơi để lại trong thời gian làm giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh là những minh chứng rõ ràng cho tài năng và bản lĩnh của ông sự quyết đoán công minh và tinh thần trách nhiệm đã giúp ông không chỉ giải quyết hiệu quả các vấn đề an ninh trật tự, mà còn nâng cao uy tín và hình ảnh của lực lượng công an trong mắt người dân. Những thành công này cho thấy Thiếu tướng Đinh Văn Nơi là một lãnh đạo xuất sắc, người đã công hiến hết mình vì sự bình yên của xã hội. Tôi lựa ai mà quen lớn, có thế lực là tôi bắt trước. Nguyên tắc trong gia đình tôi là không can thiệp vào chuyện công việc của nhau. Tất cả những công việc liên quan đến đơn vị gia đình tôi không bao giờ biết. Với tôi dù có can thiệp cũng không có ý nghĩa gì, tôi chỉ mong muốn và cảm ơn nếu người nào gọi điện và chỉ đạo đúng. Còn chỉ đạo không đúng thì không thể làm theo được. Tiếp đó ông cũng nói, có chức đã khó, giữ được cái chức lại càng khó, có chức thì phải lập công, giữ chức là phải giữ gìn bản thân mình. Đó là toàn bộ phát ngôn cực chất của tướng Đinh Văn Nơi khi ông kinh qua các vụ án những năm gần đây. Thiếu tướng Đinh Văn nơi là người được dư luận đặc biệt quan tâm không chỉ bởi những phát ngôn đanh thép quan điểm làm việc đúng đắn mà trên thực tế, ông đã chỉ đạo triệt phá nhiều chuyên án lớn quy mô khủng có tính chất nghiêm trọng tại tỉnh An Giang và Quảng Ninh. Trong thời gian ông nhận nhiệm vụ giám đốc công an tỉnh và đến nay, thiếu tướng Đinh Văn nơi làm cục trưởng an ninh chính trị nội bộ, người dân dù chưa gặp ông ở ngoài đời bao giờ nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui và gửi lời chúc mừng tin tưởng tuyệt đối vào tướng Đinh Văn nơi rõ ràng nhờ có chiến công và con mắt chọn người tài tình của tổng bí thư tô lâm đã và đang có những kế hoạch và hướng đi chuẩn xác được người dân tin yêu ủng hộ cùng với đó thiếu tướng vũ hồng văn giữ chức phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương hai thiếu tướng này được dự đoán là cánh tay trái phải trong cuộc đốt lò tham nhũng của tổng bí thư tô lâm trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những chia sẻ hết sức chân thật từ Thiếu tướng Đinh Văn Nơi khi nói về những áp lực công việc phá án phòng chống tham nhũng và gia đình nhỏ của riêng ông Đinh Văn Nơi. Điều ít biết về một Thiếu tướng Công an Cập nhật mới nhất, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được điều động giữ chức Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an A03 sáng 12 tháng 8 năm 2024. Quyết định điều động của Bộ Công an với ông nơi được công bố tại Quảng Ninh. Thiếu tướng Đinh Văn nơi giữ chức cục trưởng An ninh chính trị nội bộ thay Trung tướng Phạm Thế Tùng được Thủ tướng bổ nhiệm làm thứ trưởng Công an hồi giữa tháng 7. Người thay ông nơi làm giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh là đại tá Trần Văn Phúc giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Tên thật Đinh Văn nơi sinh năm 1976, quê quán quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ, trình độ tiến sĩ ngành an ninh và trật tự xã hội. Cấp bậc hàm thiếu tướng Ông từng là phó giám đốc công an Cần Thơ trước khi trở thành người đứng đầu công an tỉnh An Giang vào tháng 6 năm 2020. Đến cuối tháng 8 năm 2022, Bộ Công an tiếp tục điều động ông đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Đến nay, ông giữ chức Cục trưởng An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an A03. Điều đặc biệt là ở ông là vừa có sự chân thành, ấm áp của người miền Tây, nhưng cũng vừa là người chỉ huy hết sức quyết liệt cho công việc. Tại An Giang, ông nơi lập nhiều chuyên án truy quét tội phạm, là giám đốc công an tỉnh đầu tiên công khai số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, hàng ngày số điện thoại của ông nhận hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn của người dân. Tháng 8 năm 2022, ông nơi được điều động làm giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh, thăng cấp hàm thiếu tướng vào ngày 9 tháng 1 năm 2023. Trong bài viết với tiêu đề Thiếu tướng Đinh Văn nơi, cán bộ đi luân chuyển thì phải rèn luyện phấn đấu chứ không phải đi học việc đăng tải trên báo An ninh Thế giới. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã chia sẻ về những áp lực mà ông gặp phải khi là người chỉ huy và trực tiếp chỉ đạo một loạt vụ án lớn. Ông nói, khi làm việc tôi suy nghĩ đơn giản thôi, trong đấu tranh phòng chống tội phạm đối với các vụ án lớn, có ban chuyên án luôn sát cánh với mình là người thủ trưởng đơn vị. Trong quá trình đấu tranh với các vụ án, phải có sự bàn bạc công khai dân chủ có sự đánh giá rất rõ ràng đường đi nước bước của ban chuyên án, làm sao để đạt được yêu cầu. Một số vụ án lớn có hai vấn đề phải đạt được. Một là sự đồng tình của lãnh đạo cấp trên. Hai nữa là có sự đồng thuận của nhân dân và lực lượng công an quyết tâm cao. Không chùn bước trước mọi giao cản thì vụ án nào cũng được giải quyết. Bản thân tôi không mong muốn phải xử lý những vụ án lớn như thế. Nhưng khi phát sinh trên địa bàn thì lực lượng công an phải làm triệt để. Ví dụ như tại thời điểm phá vụ buôn lậu 51kg vàng do chùm buôn lậu 10 tường tức Nguyễn Thị Kim Hạnh 54 tuổi chú tại huyện An Phú, An Giang cầm đầu đối tượng trốn sang nước ngoài. Nếu lúc đó công an không nhanh thì đối tượng càng có cơ hội trốn xa. Thời điểm đó dịch Covid-19 nên công tác truy vết, truy bắt hết sức khó khăn. Mặt khác yêu cầu đối nội, đối ngoại với nước bạn càng phải thận trọng và tuân thủ pháp luật hai nước. Trước câu hỏi thực tế hiện nay nhiều đối tượng phạm tội cũng có những mối quan hệ rộng. Vậy ông đã bao giờ gặp phải chuyện bị can thiệp và xử lý những tình huống này như thế nào? thiếu tướng đinh văn nơi thẳng thắn đáp rằng với tôi dù có can thiệp cũng không có ý nghĩa gì tôi chỉ mong muốn và cảm ơn nếu người nào gọi điện và chỉ đạo đúng còn chỉ đạo không đúng thì không thể làm theo được đấu tranh với các loại tội phạm không có ngoại lệ không có vùng cấm đó là quan điểm của đảng quan điểm của ngành công an thế nên tôi không áp lực và cũng không cảm thấy khó khăn khó khăn hay không là do bản thân mình có quyết tâm dám nghĩ dám làm đến tận cùng hay không thôi thời gian qua vụ án do thiếu tướng đinh văn nơi chỉ đạo phá án liên quan tới cựu thiếu tướng đỗ hữu ca trước đây từng là đồng đội của ông đã khiến dư luận không khỏi xôn xao thiếu tướng đinh văn nơi tâm sự với các vụ án có liên quan đến cán bộ đảng viên khi phải xử lý thật sự tôi thấy buồn nhưng đây là trách nhiệm của nhân dân giao thì mình phải làm quan điểm của tôi là xã hội phải công bằng công bằng ở đây là công bằng giữa chính quyền và nhân dân chứ không phải mình có một vị trí nào đó trong xã hội là mình hơn người dân Muốn xử lý vụ án lớn, đòi hỏi người lãnh đạo ban chuyên án phải có bản lĩnh. Anh có dám xử lý hay không? Nếu anh dám xử lý thì anh phải cương quyết. Nếu không xử lý nghiêm, rõ ràng mình không có bản lĩnh. Và cũng không công tâm khách quan trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay. Đảng và nhà nước xác định xử lý một vụ nhưng cảnh tỉnh được cả vùng. Cảnh tỉnh nhiều người, vì vậy những người vi phạm dù bất cứ vị trí nào thì cũng phải xử lý thôi. Phát ngôn của ông Đinh Văn Nơi khi còn mang hàm đại tá nói về vụ tội phạm bỏ 20 tỷ chạy để điều chuyển mình, ông Đinh Văn Nơi cho hay Tôi chưa và không bao giờ vì điều này mà chùn bước hay lung lay quyết tâm tấn công các loại tội phạm. Cùng với đó, sau khi được bổ nhiệm làm giám đốc công an tỉnh An Giang, ông Nơi cho hay Cá nhân tôi chắc chắn sẽ không có bất cứ khó khăn áp lực nào trong việc xử lý các loại tội phạm, kể cả tội phạm núp bóng. Vào năm 2020, ông đã sẵn sàng nói, Đồng chí nào không lập công có dấu hiệu tiêu cực tham nhũng tham ô hối lộ chúng tôi sẽ xử và điều chuyển ra khỏi lực lượng chiến đấu, thậm chí đưa ra khỏi ngành công an. Đây là một trong những vấn đề cương quyết của chúng tôi, bất kể con cháu là ai. Tiếp đó, ông cũng nói có chức đã khó giữ được chức lại càng khó, có chức thì phải lập công, giữ chức là phải giữ gìn bản thân mình. Trong những phát biểu đanh thép của đại tá Đinh Văn nơi đã để lại dấu ấn mạnh, nhất là câu nói tôi lựa ai mà quen lớn, có thế lực là tôi bắt trước. 30 tường là tôi lụm rồi. Ngoài ra, ông nhấn mạnh, khi xác lập chuyên án, giám đốc ra lệnh bắt giữ thì chỉ có ở tù thôi chứ không xử lý hành chính đâu. Mà lựa mấy người nào có quen lớn, có thế lực, có bảo kê là tôi bắt trước. Tôi bứng tận gốc luôn để coi ông bà quen lớn cỡ nào. Tới đây là còn nữa. Càng quen lớn, càng lộng hành thì càng bắt. Coi như thế xã hội mới bình yên được. Cùng với đó ông cũng có một nguyên tắc trong gia đình như sau, nguyên tắc trong gia đình tôi là không bao giờ can thiệp vào chuyện công việc của nhau. Tất cả những công việc liên quan đến đơn vị, gia đình tôi không bao giờ biết nên các đối tượng mà có tiếp cận gia đình tôi thì cũng bằng không thôi. Vì người thân của tôi chẳng biết gì về công việc của tôi, cũng chẳng có ý kiến gì rằng anh phải làm thế này, anh phải làm thế kia. Khi về nhà là tôi không nói chuyện công việc, ăn bữa cơm vui vẻ với gia đình, hát tặng mọi người một vài bài thế thôi. Các con tôi đều học trong nước nhưng hai cháu học rất tốt. Đó là điều tôi rất yên tâm về gia đình. Ông cũng chia sẻ về bà xã cũng là người trong lực lượng như sau. Vợ tôi cũng công tác trong ngành, cha tôi từng là bộ đội, gia đình hai bên đều là đảng viên, nên đều hiểu công tác công an, hiểu được đặc thù của ngành công an. Khi nhận công tác ở Quảng Ninh, không chỉ tôi mà cả gia đình cũng cảm thấy tự hào rằng người thân của mình được lãnh đạo bộ công an quan tâm, tin cậy. Mẹ tôi năm nay gần 80 tuổi rồi, bà cũng rất tự hào, rất vui vẻ khi còn được điều động ra Bắc đảm nhiệm công tác đó là niềm tự hào rất lớn đối với gia đình từ đó tôi luôn tâm niệm cần phải giữ gìn và trân trọng ở xa thì sẽ có cách chăm lo cho gia đình không giống khi mình ở nhà cách chia sẻ động viên quan tâm lo lắng cho gia đình cũng phải có cách chia sẻ động viên quan tâm phù hợp có khi lâu lâu mới được về gặp mẹ gặp vợ con cùng một bữa cơm mình hát một vài bài tặng mẹ thì mẹ cũng cảm thấy ấm áp rằng con trai đi xa như thế nhưng vẫn nhớ về mẹ với bà xã cũng thế chia sẻ chút chút thế cho không khí gia đình ấm áp vui vẻ nhiều người còn nhớ câu nói quyết liệt nhưng thẳng thắn của ông đinh văn nơi ít khi ở lĩnh vực nào quan chức phát biểu một câu đại loại như vậy nói như vậy là không hề e tội phạm dù chúng có quan hệ với những người có thế lực nhiều người thầm lo cho ông đinh văn nơi với lối suy nghĩ thông thường để nói được vậy người ta cần gì về nguyên tắc thì cần niềm tin tin bản thân không làm gì sai nếu có sai thì không vì tư lợi sẵn sàng nhận. Coi sự nghiệp của mình là hiệu quả thực hiện việc chung, việc nước chứ không phải chức tước. Tự tin mình sống ổn, nếu mức sống cao thì có thu nhập cao từ gia đình, công việc chính đáng khác. Nếu thu nhập thấp thì sống thanh bẩn, để người coi chị an ở khu vực địa bàn nổi tiếng buôn lậu không cần nghĩ gì về tiền phi pháp. Hiệu quả thấy rõ, chỉ trong thời gian ngắn, công an tỉnh đã xóa sổ nhiều tên tội phạm nhiều ổ nhóm cộng cán, nhiều kẻ nhơn mặt pháp luật giờ ra đầu thú vì biết không thoát khỏi lưới trời pháp luật. Ông Nơi là một thành công của cá nhân ông khi nói được làm được. Nhưng không chỉ thế mà đó là thành công của ngành công an khi có một người như vậy được dư luận xã hội bày tỏ sự yêu quý, tin cậy qua những gì ông đã làm. Ông cũng là minh chứng cho niềm tin của nhân dân với chính quyền về việc một người như vậy sẽ được ngành, được đảng, chính quyền tin tưởng, bảo vệ. Ngành công an và cách mạng cần có nhiều người tạo niềm tin như vậy. Những nỗ lực của thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã góp phần rất lớn trong công tác đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ trật tự an toàn xã hội của ngành công an. Và cũng từ những lời gan ruột của vị giám đốc công an tỉnh mới thấy rằng có rất nhiều tấm gương sáng trong lực lượng công an, từ đó tạo nên một sức mạnh có những dấu ấn đáng ghi nhận. Tướng Đinh Văn Nơi nói được làm được. Trước đó trong buổi phát biểu nhận nhiệm vụ mới tại Quảng Ninh, Đại tá Đinh Văn nơi đã quyết tâm phấn đấu vươn lên không ngừng học tập rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị. Năng lực công tác, đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, kế thừa thành tích, kết quả và truyền thống quý báu của nhiều thế hệ công an tỉnh Quảng Ninh, vun trồng xây dựng các giai đoạn trong nhiều năm. Đến nay, những vụ án bị ông phanh phui đã phần nào minh chứng cho những gì ông nói trước câu nói sau một thời gian dài công tác ở các tỉnh miền tây nam bộ giờ đây được luân chuyển ra bắc ông có gặp khó khăn gì về vấn đề vùng miền ví dụ như sự khác biệt về bản sắc văn hóa hay không thiếu tướng đinh văn nơi cho hay ở công an tỉnh quảng ninh cũng như tỉnh an giang những cán bộ công tác tại đây thì người địa phương hầu như rất ít chủ yếu là người từ nơi khác tới tôi thường ví von rằng nếu như vùng đất là một tổ chim thì có rất nhiều con chim từ các hướng khác nơi bay về đây tụ hội nên tôi không gặp khó khăn mấy vì sự khác biệt văn hóa, vì khi đã luân chuyển cán bộ ai cũng có tâm lý muốn được cống hiến để trưởng thành. Hơn nữa tôi là một trong những người được trưởng thành từ môi trường quân đội, đã quen với gian khổ, rèn luyện vất vả rồi, nên thế nào tôi cũng đáp ứng được. Bản thân tôi không ngại đến những nơi khó khăn, vất vả biên giới vùng sâu vùng xa, nơi mà đồng bào có lúc có nơi trình độ nhận thức còn hạn chế, chưa hiểu hết được chủ trương của Đảng, nhà nước, chưa hiểu rõ về công tác của lực lượng vũ trang nói chung. Lực lượng công an nói riêng thì tôi muốn đến đó giúp họ hiểu hơn về những chỉ đạo quan điểm của Đảng, Nhà nước, của lực lượng công an, từ đó sẽ tạo được sự đồng thuận nhất trí cao từ người dân. Đó là những việc giúp tôi trưởng thành, tức là môi trường càng khó khăn thì càng là môi trường tốt cho mình phấn đấu rèn luyện. Trong An Giang, đời sống người dân cơ bản còn nhiều khó khăn. Ở Quảng Ninh thì đời sống kinh tế của nhân dân tốt hơn, mức sống của người dân Quảng Ninh cao hơn, nên vấn đề phát sinh tội phạm lặt vặt là ít. Ở một môi trường xã hội phát triển kinh tế cũng là cơ hội phát sinh tội phạm môi trường sẽ có những loại tội phạm đặc thù khác nhau. Người chỉ huy thì ở đâu cũng là rèn luyện, nên An Giang hay Quảng Ninh thì với tôi cũng không gặp khó khăn gì. Ngay từ khi nhận nhiệm vụ giám đốc công an tỉnh An Giang, người dân biết đến ông Đinh Văn Nơi không chỉ qua những phát ngôn chỉ đạo và đấu tranh quyết liệt với tội phạm mà còn là người đầu tiên công khai số điện thoại cá nhân để người dân gọi khi cần. Điều này cũng giúp ích cho công việc khi ông chuyển công tác từ Nam ra Bắc. Về những khác biệt khi chuyển công tác từ Nam ra Bắc, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho biết Nói đến vấn đề số điện thoại cá nhân công khai làm đường dây nóng là phải nói tới chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an khi điều động giám đốc không phải là người địa phương đến làm việc. Thiếu tướng Đinh Văn nơi chia sẻ, khi một mình đến đó anh không có bà con họ hàng, nếu không được cán bộ nhân dân địa phương ủng hộ thì rất khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Việc công khai số điện thoại để người dân báo tin chính là một trong những giải pháp giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Dùng số điện thoại của mình làm đường dây nóng, ở đây tôi không có áp lực gì tuy nhiên khi đã mở đường dây nóng thì phải giải quyết mấy câu hỏi khi dân điện thoại nhắn tin anh có tiếp nhận không anh có quyết tâm xử lý vụ việc đến cùng khi người dân tin tưởng báo tin không đó là những câu hỏi đặt ra cho người cán bộ luân chuyển đến một địa phương mới mình muốn hòa nhập cũng cần có thời gian nhưng ở đây mình muốn hòa nhập liền thì phải bằng những kênh thông tin như thế qua đó cũng là một kênh nắm thông tin giám sát cán bộ ví dụ như ở huyện a có tình hình lao động tội phạm như thế cán bộ quản lý địa bàn chưa báo cáo nhưng tôi đã biết đó là mình chủ động chứ không để mình rơi vào thế bị động mà nếu anh báo cáo chưa đúng thì tôi có những kênh thông tin để tôi chỉ đạo anh đi luân chuyển cán bộ thì phải rèn luyện phải phấn đấu chứ không phải đi học việc và anh phải hoàn thành nhiệm vụ còn nếu anh nói đến một nơi khác bắt đầu học việc thì tức là anh không xứng đáng ngồi vị trí giám đốc như vậy thì anh phải biết đột phá, người dân điện thoại cho anh, anh phải xử lý mà phải xử lý cho hiệu quả. Khi mình công khai số điện thoại và xử lý tin nhắn giúp dân, người dân cảm thấy tự hào vì người ta báo cáo giám đốc mà được xử lý và xử lý triệt để. Người dân sẽ càng tin tưởng lực lượng công an và hình ảnh của lực lượng công an được thể hiện từ chính những việc làm này. Như vậy là khi anh ngồi ở vị trí giám đốc công an tỉnh, anh đã làm được việc để cho người dân công nhận, chính quyền địa phương công nhận. Cứ làm đúng thì người dân sẽ ủng hộ. Trước những lời ca ngợi ông trên mạng xã hội, đặc biệt là sau khi ông chỉ đạo triệt phá những vụ án lớn thời gian gần đây, ông có sử dụng mạng xã hội để biết người dân bình luận gì về mình không? Tướng Đình Văn Nơi nói, trong quá trình làm việc, tôi luôn nghĩ rằng người dân thương mình mới động viên mình, không thương thì sẽ không động viên. Bởi người dân mình rất rõ ràng, minh bạch. Tức là anh có công thì người dân ghi nhận, khi dân tin tưởng mình thì tất cả mọi vấn đề khó khăn đều giải quyết được hết đúc kết kinh nghiệm qua các thời kỳ từ khi làm trưởng công an huyện, phó giám đốc công an thành phố Cần Thơ, giám đốc công an tỉnh An Giang và bây giờ về Quảng Ninh công tác là phải luôn dựa vào dân. Muốn làm việc với chính quyền địa phương thì mình phải gặp dân trước, xem tâm tư tình cảm của họ, sau đó mình mới làm việc với địa phương. Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân là mô hình rất hay, nó rất thật nhưng quan trọng là người lãnh đạo chỉ huy có tổ chức thật hay không. Vì thế tôi luôn nghĩ rằng Lúc nào còn được làm thì phải phục vụ tốt người dân. Tôi biết mình được người dân quý. Còn các bạn có suy ngẫm gì về top phát ngôn cực chất của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi qua từng chuyên án bứng tận gốc tội phạm? Bạn muốn PKT làm về tiểu sử, người nổi tiếng hay chính trị gia nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử người nổi tiếng mỗi ngày trên PKT.